Rồi, hello chào cả nhà mình ha. Rồi, hôm nay em về được mang một cái tờ với lại ba màu đực nữa cô chú anh chị mình đây. Đó. Rồi, đầu tiên em giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Đây con bò đầu tiên ha. Con đây từ 7 8 tháng ha cô chú anh chị. Đó. Chân cẳng ha. Đó, chân trước chân sau đó. Lưng thì lưng đôi luôn ha. Đó, yếm thì lạch phạch dàn đầu nè. Em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem ha. Này dàn rúng nè. Rúng dài luôn ha. Đó. Đuôi đó. Quay từ từ. Con đây thì chiều cao nó khoảng 1m1 nha cô chú anh chị. Khoảng 1m1 ha. Đó. Đó. Con đầu tiên. Rồi, con đây 12 triệu nha cô chú anh chị. Con đầu tiên 12 triệu ha. Đó. Chiều cao nó khoảng 1m1 ha. 1m1 đổ lại. Đó. Ý mình lạch phạch luôn. Rồi. Con đầu tiên ha. 12 triệu. Đó, em quay kỹ cho cô chú anh chị mình xem. Rồi. Em bước qua con cái thứ hai ha. Đây con cái đây ha. Con đây thì mẹ nó xin nha cô chú anh chị. Nhưng mà bò đây, con đây là phối nha, phối man nha. Đó, nhìn đầu nó đầu man nè. Đó. Ý mình lạch phạch ha, sấy mặt thì hay sấy ha. Chân cẳng nè. Đó, rất là dài đòn ha. Để em quấn bò ra cho cô chú anh chị mình dễ xem. Đó, bằng mông ha. Mông đùi đít ha. Đây dàn đầu đây. Để em tiến lại gần cho cô chú anh chị mình xem cái dàn đầu ha. Đầu man nè. Đó. Đầu man ha. Đó, bò thì mới về chưa vô dây ha. Đó. Đó đầu man ha. Sấy mặt thì hai sấy mặt nha cô chú anh chị, chân cẳng á nè. Lạp phạch ha. Rất là dài đòn. Đó. Rúng dài luôn nè, rúng dài rúng chuyền ha. Còn đây là bò man bò phối nha cô chú anh chị, mẹ nó xin ha, chủ cái bò chỉ phối bò man ha. Đó, con đây cũng khoảng 1m1 nha chú, 1m1 đổ lại ha. Đó, rồi con đây của em báo giá luôn ha, cũng 12 triệu luôn. Đó, xé mặt thì hai xé mặt ha, còn xé lưng thì đúng ha, nhưng bò đây bò phối. Đó, rồi em bước qua con đực đây nè. Đó, đực xin nha cô chú anh chị. Con đây thì chiều cao nó cũng 1m1 đổ lại luôn ha. Chàng chạng ba con đây chàng chạng với nhau ha. Đó. Đỏ mặt luôn ha, sấy bốm nghiêm chỉnh. Đó. Đó vậy. Đực ha, chân cẳng mầm luôn ha. Đó, sấy bốm nghiêm chỉnh ha. Đó. Cu nè. Cu dài đó ha. Dài luôn ha, rất là dài đòn ha. Ý mình lệch phạch luôn. Sấy bốm nghiêm chỉnh. Đó, em quay hai bên cho cô chú anh chị mình dễ xem. Đỏ mặt luôn ha, bắn mông bắn đùi nữa nè. Đó, khoảng cách của em quay sang nha cô chú anh chị. Rồi, con bò đợt đây em báo giá luôn ha, 12 triệu luôn, 12 triệu ha. Từng con đó. Thì cô chú anh chị nào cứ thấy con bò nào phù hợp với mình á, thì cứ alo cho em ha. Đó, hai con. Rồi, em qua cặp bò đực đây ha. Cặp được cò bò đực man luôn nha cô chú anh chị, sấy bố mày nghiêm chỉnh hết ha. Hai con đây thì cao 1m15 dư ha. Đó, đây con đầu tiên nè, đầu tròn đầu trụi không à. Đó, dàn đầu ha, đứa nào cũng vậy ha, gu bật luôn nè. Đó, yếm thì lạch phạch, chân cẳng mầm bự luôn, bắn mông bắn đùi đó nè, cực kỳ chưa, có dàn mông đó nè, hồi chà bá luôn ha. Đó, con đầu tiên đó. Hai con này nó bằng trang với nhau nha cô chú anh chị. Còn đây là con khú nè. Đó. Dàn đầu của con khú luôn nè. Đó. Đầu tròn đầu trụi luôn ha. Đứa nào cũng vậy, lệch phạch luôn ha. Đó, đầu tròn ha, sấy bố mình nghiêm chỉnh luôn. Lưng thì một lưng luôn. Đó. Đó, đây là con khú ha. Yếm thì lệch phạch, chân cẳng mầm bự ngang, đứa nào cũng vậy hết nha cô chú anh chị. Hai đực đây chân bự lắm ha. Móng sò luôn. Đó. Đây là phật luôn ha. Đó, chân nè. Đó, cũng móng sò luôn ha. Hai con. Chiều cao hai con này là 1m15 dư nha cô chú anh chị. Tính 1m15 thôi ha. Đó. Coi bản mông bản đùi nữa nè. Cực kỳ ha. Rồi hai màu đực đem báo giá luôn ha. 32 triệu, 32 triệu ha. Đó. Đây, dàn đầu của con man nè. Hai con này hai man nha cô chú anh chị. Ừ, mấy này em mua cùng một chủ luôn ha.
nhá. Bò phối dàn chân đó, bự ha, man đầu trụi luôn nè. Ừ, đây dàn đầu nè, mới vừa vô dây, nó chưa quen dây ha. Đó rồi, rồi em bước qua một cái này ha, đây còn một cái đây đó. Con đây thì sấy 4 nghiêm chỉnh ha, con đây thì dưới mét 3, khoảng mét 3 đổ lại ha. Đó, răng cỏ thì chưa thay chưa gì hết ha. Đó, dàn đầu đó nè, đó chân cẳng đó đó. Con đây cũng lai man luôn ha, dạng cao tay nè ha. Đó, rúng nè, rúng truyền từ trước lên tới sau luôn, tới dậu luôn ha, tới rúng luôn đó, cậy đuôi đó, lưng đó. Em quánh bò hai bên cho cô chú anh chị mình dễ xem, sấy 4 mình nghiêm chỉnh nha. Đó, rất là dài đòn ha, đuôi dài là phật luôn ha. Đó, em đi xa cho cô chú anh chị mình dễ xem. Đó rồi, con cái cuối đây ha, 18 triệu ha, chưa nọc chưa nẹt ha. Đó, 18 triệu ha, thì cô chú anh chị nào cứ thích bò nào cứ alo cho em. Đó rồi, rồi thôi, video nó cũng dài rồi ha, rồi chào tạm biệt cô chú anh chị mình ha, hẹn cô chú anh chị mình những video tiếp theo. Rồi, bye bye.